Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa vừa hội nghị bàn phương án phòng chống trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp và xây dựng phương án điều trị 10.000 ca bệnh, xây dựng kế hoạch hoạt động của các tiểu ban để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện. Bí thư tỉnh ủy ông Đỗ Trọng Hưng sẽ đảm nhiệm trưởng ban chỉ đạo, các phó bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch đảm nhiệm vị trí phó ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh này. Tại hội nghị, Bí thư Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các địa phương phải thần tốc, hạn chế số người nhiễm, phải phấn đấu không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Sau khi thành lập các tiểu ban tổ giúp việc, cần bổ sung các phương án, kế hoạch, các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình trên địa bàn. Đang chú ý tại hội nghị này, nhiều lãnh đạo tỉnh đặt nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng nhất và phải tính đến các phương án khi có nhiều ca lây nhiễm cho cộng đồng để chủ động ứng phó và kiểm soát tốt tình hình. Thanh Hóa xây dựng tháp điều trị 3 tầng theo mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân, đồng thời xây dựng kế hoạch điều trị 4 cấp theo số lượng bệnh nhân từ dưới 1.000 ca, 3.000 ca, 5.000 ca cho đến 10.000 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Các đơn vị liên quan vào cuộc ngay, giả soát, thống kê, đánh giá chính xác về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên y tế, trang thiết bị, kỹ thuật, vật tư hóa chất phục vụ công tác xét nghiệm và điều trị, sẵn sàng trong mọi tình huống, điều phối mẫu xét nghiệm để nhịp nhàng, hiệu quả, tránh trồng chéo, đảm bảo công khai và minh bạch. Thanh Hóa cũng đã xây dựng phương án đảm bảo an sinh xã hội theo từng diễn biến, cấp độ của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, theo phương châm 4 tại chỗ là chủ yếu. Khi phát hiện các F0 trong cộng đồng thì phải truy vết thần tốc do lực lượng công an làm nòng cốt. Việc tổ chức cách ly phải phù hợp với mức độ nguy cơ của từng đối tượng, giám sát chặt chẽ để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo khi có mầm bệnh.